Xin chào các bạn nha, hôm nay chúng ta có một trò chơi rất là thú vị. Là hôm nay chúng ta sẽ tiêu diệt con quay hủy diệt. Chúng ta có một con quay hủy diệt rất là mạnh luôn. Và đây là con quay hủy diệt của chúng ta đây. Nó rất là khỏe, nó có hai cái vòng tròn quay rất là nhanh. Xe nào mà đi vào đó là sẽ bị nghiền nát luôn. Nếu chúng ta xe nào mà vượt qua được thì sẽ chiến thắng nha. Ok, tôi sẽ đi đầu tiên cho. Tôi là chiếc xe ô tô màu xanh rất là đẹp. Đó, tôi có cái thang rất là dài nè. Tôi sẽ đi và chui qua đó cho các anh xem. Hãy theo tôi nào. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe ô tô màu xanh có cái thang. Tuy tôi nhỏ thôi, hãy xem tôi đây. Wow. Hít. Nhưng mà tôi bị bẹp dúm rồi. Người là đồ bỏ đi, hãy xem ta đây. Ta là xe địa hình rất là khỏe đây. Các người hãy nhìn ra đây, ta bốc đầu cho các người xem nè. Lên nào. Wow, các bạn ơi, một chiếc xe địa hình. Cái con quay hủy diệt này không thể làm gì được ta đâu. Ta sẽ chui qua đó và an toàn cho các người xem. Hãy xem ta đây. Ta chui qua nào. Hết. Sao nó mạnh quá đi. Mình tan nát luôn rồi. Các người lộ đồ bỏ đi, hãy xem ta đây. Ta là xe tải có cái đầu màu xanh và có cái đuôi màu đen đây. Ta có thể nhổng cái ben lên được đó, các người thấy chưa? Cái ben của ta sẽ hủy diệt cái con quay hủy diệt đó luôn. Hãy xem ta đây. Ta tuy chạy rất là từ từ và từ từ thôi, nhưng mà ta sẽ tiêu diệt cái con quay hủy diệt này cho các người xem nào. Các người thấy ta có uy dũng không? Các người hãy chờ nha. Quá dữ các bạn ạ. Ta tiến tới đây. Bùm. Hết. Mình chui qua được rồi, nhưng mà mình lại bị nát tan luôn rồi. Cùi bắp quá đi ông anh ơi. Hãy xem ta đây. Ta cũng là xe tải giống như ông nè, nhưng mà ta là xe tải hủy diệt. Hãy xem ta đây. Đó, ta có sức mạnh, ta chạy rất là nhanh, vì ta có cái tên lửa phản lực phía sau nè. Hãy xem ta tung nó đây. Wow, trời ơi, ta cũng bị nát tan luôn rồi. Trời ơi, ta chui qua được rồi mà cũng bị nát tan như ông anh xe tải màu xanh rồi. Các người lột đổ bỏ đi, hãy xem ta đây. Ta là chiếc xe cứu hộ và có cái đầu ben đang nhổng lên nè. Ta màu vàng, đó, ta sẽ chìa cái cần cứu hộ của ta ra cho các người xem. Cái cần cứu hộ của ta rất là dài, có thể vươn ra xa nè. Và ta sẽ dùng cái cần cứu hộ này để tiêu diệt cái xe con quay hệ diệt đó nè. Hãy xem ta đây, tiến lên nào. Nói giữ các bạn ơi, hôm nay là một cuộc thi giữa các xe nha, để tiêu diệt con quay hệ diệt nha. Các người có thấy ta rất là uy dũng không? Cái cần của ta rất là dài nè. Và ta đã chuẩn bị tiến tới cái con quay hủy diệt này rồi. Ta sẽ phá hủy nó cho các người xem. Hãy nhìn ta đây. Tung. Wow, hết. Tôi bị kẹt trong cái con quay hủy diệt luôn rồi. Trời ơi, tôi bị kẹt rồi, bị chổng đầu xuống đất rồi. Ai cứu tôi với. Khoan, dừng lại các bạn ơi. Wow, các bạn nãy giờ xem một loạt các xe luôn các bạn ơi. Một loạt các xe nè, mới đầu là có xe ô tô màu xanh nè, rồi sau đó là tới xe Monster Truck là xe địa hình á, rồi xong rồi tới xong rồi tới xe tải màu xanh nè đó, xong bây giờ là xong rồi tới xe tải hủy diệt các bạn ơi. Xe tải hủy diệt nó có cái ống khói á, cái tên lửa rất là mạnh luôn. Và giờ là tới xe này là xe cứu hộ nha, nó có cái cần vươn lên rất là cao và xa luôn. Mục đích của các xe này là tiêu diệt các cái con quay hủy diệt này. Các bạn thấy không, cái con quay nó có cái hai cái đầu quay á, nó quay ngược chiều với nhau ha. Xe nào mà chui vô nó là coi như là bị bẹp dúm luôn các bạn ơi. Nó quay một cái là xe nát tan luôn. Và nãy giờ các bạn thấy đó, chưa có cái xe nào mà thành công hết. Xe có xe chui qua được mà cũng bị nát luôn. Và xe này nè các bạn thấy không, đó. Nó bị nhổng lên luôn. Chổng đầu xuống đất luôn. À, cái con quay hủy diệt này tuy là nó rất là yếu nhưng mà nó rất là nhanh ha. Không, cái xe đều qua đều hư luôn. Bây giờ mình đã xem coi tiếp tục cái video, coi các xe còn lại coi có xe nào chiến thắng được không nha. Mời các bạn xem video. Tao thật buồn cười quá đi, các người làm tao buồn cười quá đi. Ta là xe buýt màu xanh đây, các người nhìn ta có cái cánh nè. Ta có thể bay lên và tiêu diệt cái con quay hủy diệt cho các người xem nè. Hãy xem ta đây. Ta có cánh, ta có thể bay rất là cao, nhưng hôm nay ta sẽ không bay. Ta sẽ tung thẳng vô luôn. Hãy nhìn đây, ta tung nào. Bum. Ta cũng bị chổng cái đầu xuống đất và cái đít lên trời rồi. Ai cứu ta với. Thật là buồn cười quá đi. Ta là xe máy ủi đây. Ta màu vàng, ta nâng cái đuổi lên cao nè. Và hạ cái đuổi xuống dưới được nè. Đó.
tại giờ ta nâng lên và ta chạy đi nè, các ngươi nhìn ta nè, tuy ta mập mạp như vậy thôi, chạy chậm như vậy thôi, nhưng mà ta rất là khỏe luôn đó. Các ngươi hãy xem ta đây, ta sẽ tiến tới và tiêu diệt cái con quay hủy diệt này nha. Mày quay mạnh nhưng mày không mạnh bằng tao đâu, hãy coi ta đây, tung nào đó, ta sẽ tiến tới 1 2 3, ta chui qua nào. Chui đi, ủa, đó, ta chui rồi. Rồi, tiếp theo ta chui một phát nữa cho các người xem, thấy chưa? Tiếp tục ta chui qua nào. Thấy chưa, con quay hủy diệt, đó, ta đã chui qua thành công rồi. Vậy là ta là người chiến thắng nha, ta chui qua rồi. Tuy ta bị móp cái đầu thôi, nhưng mà ta vẫn quay qua quay lại được nè. Còn các người bị móp và các người hư luôn. Vậy là ta là người chiến thắng nha. Wow, các bạn ơi. Và tiếp sau đó là có thêm một chiếc xe tải, xe bus nè, xe bus có cánh màu xanh á, nó bay, nó có cái cánh mà nó không bay à, nó chạy rất là nhanh, nó tung vô và cuối cùng nó cũng bị chỏng đầu xuống đất luôn. Và cuối cùng là có một chiếc xe này là xe máy xúc các bạn ơi, chiếc xe máy xúc màu vàng dùng trong công trình xây dựng là đố các bạn cái xe máy xúc này, cái này cái đúng là máy ủi các bạn ơi, máy ủi thì đúng hơn, máy ủi này là đố các bạn làm gì đó. Cái máy ủi này dùng để ủi đất nha các bạn nha, tại vì có cái độ ủi nó rất là to phía trước kìa. Cái máy ủi này rất là thông minh luôn, lợi dụng cái độ ủi của mình mà để dùng cái độ ủi đó mà tung vô cái con quay này luôn. Và cuối cùng là chiếc máy ủi này cũng chui qua được ha, và cũng bị móp tí xíu ở cái đầu ngay cái máy ủi đó, nhưng mà chiếc máy ủi này vẫn chạy được nha, nó vẫn quay qua quay lại được đó. Thế nên là cuộc chơi này, cuộc tỷ thí này đã chiến thắng là chiếc máy ủi màu vàng nha các bạn nha. Hôm nay là một video thử thách rất là vui, rất là hài hước về các xe ha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Bus City nè, nhớ nhấn như like, nhấn như cái chuông nè để theo dõi video tiếp theo nha. Nếu các bạn thích thì các bạn nhớ xem hết video cho mình nha. Bây giờ mình chào các bạn, mình sẽ làm video tiếp theo và hay hơn vào ngày sau cho các bạn xem nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.